chào mừng mọi người đã đến với YouTube của bé Mập. Em thật sự thành thật xin lỗi mọi người, cầu khẩn mọi người luôn là 2-3 tuần rồi em không có một cái clip ăn nào cho mọi người hết. Tại do là em lo đi chơi đó, em đi Vũng Tàu, em đi Hà Nội, em đi Sapa. Và sắp tới sau cái clip này em sẽ đi Thái đó. Bụng lắm rồi, từ sáng giờ em làm chưa ăn gì hết trơn á. Ê, con này mới bự nè. Wow, mình sẽ ăn con này trước. Ở đây gồm có 2, 3, 2, 4, 6 con, 6 con tôm tích. Ê, ngon lắm luôn á. Em làm hai cái nước sốt này là nước sốt chấm hải sản muối ớt xanh, còn nước sốt này là nước sốt phô mai cay. Em có đem sẵn cây kéo. Cái này mình ăn sao ta? Hình như cắt hai bên này đúng không? Thôi kệ, mình cứ mình đã cắt cái đầu bé ra rồi mọi người ơi, mình đã cắt cái đầu của bé ra rồi. Bây giờ mình sẽ cắt hai bên, mình cắt hai bên thì mình mới xé thịt nó được, chứ nó không phải là cái vỏ tôm bình thường, nếu như mình xé vậy là bị tét tay á. Ừ, để em chút nha mọi người, em cũng không có, bình thường mình ăn tôm tích nhỏ nhỏ mình cắt nó dễ, không các em này nó bự quá. Em định ăn sống á, tại vì em thích ăn sống, nhưng mà cái kinh của em ăn sống nhiều quá sợ mọi người chán nên thôi em luộc. Chăng như mắt luộc nó cũng giữ nguyên được cái độ ngọt của thịt. Ây da, trời ơi trời, tao ăn là sao tao đau đớn quá vậy. Đây, để em bóc ra cho mọi người xem nha. Một bé này bự bằng cầm tay luôn á mọi người, nó bự bằng cái tay em luôn á, rất là to. Ăn cái gì mà mập dữ vậy con? Đây, để mình cắt cái bên này luôn, mình cắt hai bên thì mình mới lấy ra được thịt của nó nè mọi người. Thịt nó siêu ngọt nha, siêu ngọt. Tại vì cái này đợt mẹ em có mua cho em ăn một lần rồi. Xé thịt nó ra. Bây giờ mình sẽ chấm nước sốt hải sản chu cay này. Cái này là nước sốt hải sản muối xanh chu cay, còn cái này là sốt phô mai chu cay. Cái thớ thịt nó dày mà nó bám chắc vô nhau cực kỳ ngon luôn á. Ngon quá à. Trời, nó thơm dã man luôn á mọi người. Nước sốt này em cho rất là nhiều ớt, tại biết sao không, ăn cay nó mới ngon, em thích ăn cay. Thật sự ăn con tôm này rất là phơi. Nãy giờ em cắt là hình như là có nửa cái phần, nửa cái người của nó thôi á, mà thịt nó cỡ này nè. Mọi người nhìn đi, cái thịt của nó chắc nụi mà nó ngọt liệm. Tại biết sao không, cái này là nhà em làm làng chài á, thì mình đánh lên là tươi luôn, gửi về Sài Gòn cho em quay clip cho mọi người coi liền luôn. Nửa cái mâm bên này là tôm tích, nửa cái mâm bên này là mực tươi, mực baby nè, mực nè, tươi rồi rối luôn á. Cay. Tôm tích này á, mọi người không làm luộc, mọi người có thể nấu cháo ăn cũng rất là ngon, cháo tôm tích. Nhìn nó to mà nó đã, em nói thiệt luôn á. Em nhìn mà em ghiền luôn á. Em là fan hải sản hay sao mọi người để ý đi. Cái clip nào của em cũng quay đồ ăn hải sản hết trơn hết á. Mà cái ngày hôm nay quay YouTube em cầu mong là đừng có lật nguyên cái mâm này nha. Lật nguyên cái mâm này là em khóc ròng luôn á má. Hôm bữa em làm đổ nguyên chén nước mắm luôn. Đúng người thối.
Mọi người biết sao không? Nếu như mà con tôm tích này nè, cái loại to như thế này, mọi người đi ra quán, mấy cái quán nhậu, quán hải sản đồ đó, người ta bán rất là đắt. Thật sự. Ở đây 6 con, mỗi con to bằng cầm tay, thêm mực, mà mẹ em có mua thêm cá đồ này kia kia nọ nữa, 4,5 triệu. Và nó rất là rẻ luôn. Thật sự là nó rất là rẻ luôn. Cái mâm hải sản như thế này, cá thì để dưới tủ lạnh rồi, để má ăn kho ăn. Còn cái này của em, đây là tôm. Ôi, thịt nó dai, nó chắc nụi. Ở trên đầu nó có gặp nữa nha. Bây giờ thì mình sẽ thử qua con mực. Đây là mực baby. Em không biết nó là mực gì nhưng mà em kêu nó mực baby, rất là dễ thương. Nó nhỏ nhỏ như thế này nha, nhưng mà thịt nó rất là chắc. Cái này á, là vừa đánh lên còn tươi luôn, là gửi về cho em liền, nên là nó còn cái nang nữa. Nó còn cái nang. Bây giờ mình sẽ bẻ bé mực ra ha. Còn cái nang mực chính giữa nữa. Đây mọi người nhìn miếng thịt của nó nè, rất là ngon. Ta nói mày thịt này mà hả, biết sao không? Em rất là thích mẹ em làm cái món cái gì mực xào, mực xào thơm với du leo với cà chua rồi á, trời ăn cơm ngon xỉu luôn á. Má xỉu lên xỉu xuống, 8 chặt còn xỉu. Nàng quá. Thì á, cái thịt mực này nó rất là giòn, nó cực kỳ giòn luôn. Ví dụ như mọi người mua những cái mực mà ở chợ, thường thường nó ít bao giờ có mực tươi lắm. Với lại là nhiều khi người ta để nó sống mấy ngày rồi đó, nó không có còn tươi, với lại nó không có còn mập, cái thịt nó cũng không có còn ngọt nữa. Giống như cua mọi người ra ngoài mua nó hay bị ốp là như vậy á. Còn cái này á, cái thịt của nó giòn, nó sực luôn nè mọi người nhìn nè. Em bấm vô nè, em xé nè. Nó giòn mà nó sực cái thịt luôn. Chấm với một cái nước sốt phô mai cay này á, nó sẽ làm cho con mực nó béo vừa phải ha. Nó không có gây béo nhiều. Đây là một đống mực của em đây nè, mọi người thấy không? Siêu nhiều, tại vì em để cái chén nước chấm lên mọi người sẽ không thấy được á. Siêu nhiều. Con nào con nấy cũng ú nu ú nần vậy đó. Như anh em dòng họ nhau. Nó ú nu ú nần, nó mặt ú nu vậy nè, dễ thương lắm luôn. Cay á, cay. Ăn cái đầu mực đi. Ăn cái rau mực. Thường 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 mọi người á, đi mấy quán nhậu rồi á, mọi người sẽ có cái món không? Rau mực chiên nước mắm, các kiểu các kiểu. Đầu này em lười cắt quá. Em sẽ cắt cái con tiếp theo. Ngon, em thích ăn hải sản lắm mọi người. À. Và đây là bé tôm tích thứ hai. Ơi, nổ kỳ ơi luôn á, lần nào cũng hết đổ này tới đổ kia. Và đây là bé, làm lại 1, 2, 3. Và đây là bé tôm tích thứ hai sẽ vô miệng của bé Phụng Mập ha. Mình sẽ cắt em nó, em thề với mọi người luôn á, em cắt con tôm tích này mà em muốn lên chuột luôn á. Ngày mai làm kênh YouTube mới, chị Quỳnh Phụng lực sĩ, chị Quỳnh Phụng siêu đô khổng lồ. Cắt hai bên, cắt hai cái bên này thì nó mới lấy được thịt. Trời tức ghê, ăn cái gì mà đau khổ quá vậy nè.
dâm này ra ngoài. Không thôi má em đập em chết. Đây mọi người, ui chánh giữa nó có gạch nữa. Ý con này có gạch, có gạch đỏ chánh giữa sống lưng nè. Thấy không, thấy không? Ồ. Đánh nó ra. Wow. Ổn quá. Tiếp tiếp. Con này nó ngọt hơn con đã nữa. Ê mình ăn thử nguyên con vô họng luôn coi nó sẽ như thế nào. Ui nó có gạch nè. Ui cục gạch đỏ lè luôn, thấy không, thấy không, thấy không? Mình sẽ lấy gạch ra cho mọi người xem. Ủa cái con hồi nãy nó không có gạch sống lưng. Trời ơi đi ngang đá camera người ta. Tao mới cười mới đông luôn á. Ừ. Ừ có con không? Cái con này có cục gạch bự ghê luôn. Em sẽ ý rớt. Em sẽ cắm trực tiếp vô đây mình cạp luôn cho nó sướng mà. Một mình một góc trời mà muốn làm thì mình làm. Biết không? Ăn gạch cũng được. Mà gạch nhiều quá nó ngán. Nó nhạt, nó bị dợi á. Cay quá. Cái con này nó nhiều gạch. Cái thịt của nó ngọt hơn cái con hồi nãy nhưng mà nó không có chắc thịt bằng. Giống như cua mọi người ra ngoài mọi người mua cua gạch. Cái thịt của nó sẽ không có chắc bằng con cua thịt. Ủa chết cha tao nói gì vậy ta? Ừ đúng rồi. Đúng rồi. Hiểu không? Hiểu không? Ý là mọi người mua con cua gạch, cái thịt nó không chắc bằng cái con cua thịt. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì nó vậy mà. Không nha. Không phải ý mình nói không chắc bằng, mà mấy con cua gạch đó, đợt mình mua cái thịt nó bỏ rẹt à. Nó muốn ngon. Còn con này thịt nó không tới nó mất bở đâu mọi người. Trời ơi, nó to vậy mà. Ăn qua con mực đi. Mực chấm súp phô mai. Súp phô mai. Cái nàng của nó cứ ngắt à. Trời ơi má nào đổ cái bô chạy ngang cái nghe. Ủa tôi tưởng mấy cái xe mà chở cá 4-5 giờ sáng tôi chán ghê luôn á. Ngon quá. Ở trong đây còn thịt má ơi. Bỏ mứa tội. Mà cái này là tội dữ luôn á nha má. Mắc lắm. Mình phải móc ra hết. Móc hết á má. Cay quá. Bây giờ thì mình sẽ tắt cái clip này ngay tại đây.
cho biết sao không, quay cho vui vui thôi, cho ai thèm nhìn cho thèm chơi vậy đó má. Đó thì em sẽ tắt cái clip này ở đây, và cái này thì em sẽ đem xuống tủ lạnh em để mai em ăn tiếp, hoặc tối nay em ăn tiếp. Em nghĩ là tối em ăn tiếp luôn á mọi người, tại vì nó rất là ngon. Ý cái đít này nó cũng có thịt nữa nè. Ủa không phải cái đít, alo, cái đuôi tôm cũng có thịt nữa nè. Để tao móc qua coi bao nhiêu thịt. U quá trời luôn. Bây giờ mình sẽ tắt cái clip này ở đây, và ngày mai là mình bay Thái, mình qua bên Thái mình sẽ quay cho mọi người làm sườn siêu to khổng lồ. Ừ, mình nhớ là ở bên đó có một cái quán là sườn siêu to khổng lồ rất là ngon nha má. Cái cục sườn nó bự như nè, nó bự hơn cái đầu tôi nữa, nó bự như nè, rất là ngon luôn á mọi người. Thì qua bên đó em sẽ đi kiếm và quay cho mọi người nha. Bây giờ mình sẽ tắt cái clip này ở đây, bye bye mọi người. Biết sao ăn không có nổi, thấy mặt chỉ bao tử chút xíu ăn như nó là no rồi đó má. Bye bye.